À má này đang bị lỗi. Để làm đọc hết tiếng Anh thì là còn méo hết cả mồm này. Dragon Boy à. Dragon Boy. Đây. Đi nào. À để mình bay. I so far where love is stay. Linh chặt. Còn lắm các bạn đã tốt rồi đó. Đi đâu làm đi. So flower, love is care. Đây, lên Dragon Boy cho mọi người nhá. Áo này thì cực kỳ đẹp luôn rồi. Áo này thì có hình lôi. Bôi lôi, bôi lôi. Có hình con gì nhỉ, con khủng long. Có hình con khủng long cho cả nhà mình nhá. Áo này cực kỳ đẹp luôn. Giá, cho giá đi anh ơi. Đây, áo này mang rất là style, con rồng, à đúng rồi, con rồng, nhầm. Con rồng, đây con rồng với là mặt của lôi. Ở phía sau này chỉ có trăm mê bà thôi. Ở trước này trăm mê bà, ở sau này Dragon Boy 450k, nay chỉ còn 304k thôi. Có size S, M, L, XL. Còn 100 suốt nhá mọi người, 100 suốt. Được. 64kg là em size L đi ạ. Còn 100 suất. Thế size XL này hả? Đây hình em hình như là 66kg là ma size L đây. 66kg ma size L đây mọi người nhá. Cái gì đấy? Nam Hoàng tặng hoa hồng á. Còn 100 suất nhá mọi người, 100 suất quay cùng. Nam Hoàng ai là I know Nick nha Nam Hoàng. I know Nick Nam Hoàng nha. Còn 100 suất. 100 đủ size cho mọi người nha, 100 suất đủ size cho mọi người nha. Rồi, I know Nick. Đủ size cho mọi người nha, S, M, L. Còn 100 suất. Đấy, vừa nói xong cái chữ Nick kia là Nam Hoàng Nick luôn. Đấy, nói tiếng Anh là hiểu ngay mà. Phải hiểu ý. I don't know. I know, Nick, đấy đó. Không không tặng hoa hồng là cái gì mọi người nhỉ? You know gì nhỉ? Hoa hồng là cái gì mọi người? Hoa hồng là cái gì? Roy à? You know Romeo nhá. You know ai nhá? Ai là no Nick nhá? Joseph à? You là no Joseph nhá? Hiểu không? Đấy, no Joseph nhá. Rồi, ok mọi người ơi, áo à? Quay trở lại. Ai chỉ like ú? Cái gì nhỉ? Sư tử là cái gì mọi người? Leo là bố chứ? Không, sư tử là Leo. Leo là tiếng bố chứ? Không, tiếng bố Leo. Tiếng Anh là Leo. Là cái gì? Leon à? Leon đấy. Ai là Wood? Ai like là Leon? À đâu? Leo. Thôi. Ai là like là Lion. I lion. Ai muốn lion thôi, muốn sư tử thôi nhá. Rồi qua má mọi người nhá, qua má nhá. Rồi. Thay áo. Lên chạy kiểu đi ấy. À bạn chạy xỉa. Lên kích lên kích làm trăng rắn. À, ok. Lên kích răng trắng rắn. Cái gì?
lên kết làm trắng rắn. Ngồi đi trắng rắn. Ngồi đi rồi. Lên cái gì? Lên kết làm trắng rắn đấy, kết trắng rắn đấy. Rồi đúng rồi. Đấy lên cái gì vậy? Nói để hiểu này. Lên kích làm trắng rắn. Trắng rắn đúng rồi. Đấy. Rồi. Kích mình trắng rắn à? Đấy. Lên kích trắng rắn là cái gì? Cơ y tử. Đúng không mọi người? Kích răng trắng. Kích làm trắng rắn. Đấy. Đúng rồi. Có phải không? Đấy, đúng rồi đó, đúng nè. Lên cái gì? Cái này. Ý là cái gì? Kết làm trắng rắn. Cái gì to lắm? Kết... Nói cái gì? Lên kết làm trắng rắn. À. Đúng rồi. Kết. Đó, kết. 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 Không phải. Kết. Đúng rồi. Cái gì nói chuẩn nào? Lên kích làm trắng rắn. À, lên kích làm trắng rắn nha mọi người. Đúng rồi. Đấy, lên kích làm trắng rắn. Rồi, cái kích làm trắng rắn này nè. Kích này thì nó là một bộ ổ dành cho những ai mà bị răng ố vàng. Đấy, kiểu là lấy cao răng với gì thường xuyên thì nó ảnh hưởng đến răng. Thành ra là mọi người sử dụng cho mình cái sản phẩm này để làm sao? Để giúp cho răng trắng dần ra. Cái bộ này thì nó sẽ có rất là nhiều màu cho mọi người nhá. Hiện tại là mình đang có màu trắng, màu đen ở đây. Đấy. Hỗ trợ làm trắng răng, đúng rồi nhầm. Hỗ trợ làm trắng răng cho cả nhà mình nhá. Đây, mở hộp ra thì nó sẽ có bóc cái này ra. Nó sẽ có một cái bảng như này, hướng dẫn. Rồi là có một cái phiếu. Cái bảng như này là từ 1 đến 10 thì sẽ là răng của mọi người ở vị trí nào. Từ 1 đến 10 mọi người soi cho mình. Đây, như mình đây rơi vào tầm số 5. 5 thì nó là ở trung bình. Chưa đến mức là số 10 là bị ố vàng. Đấy. Thì mọi người mua cái này về, trước khi bắt đầu sử dụng thì mọi người đo cho mình nhá. Nhìn vào gương này để xem là cái vị trí của mình nằm ở số mấy. Thì xe sau một cái thời gian sử dụng thì mọi người quay trở lại, mọi người đo lại xem nó có tiến bộ hơn hay không. Đấy, một cái bộ kit đánh răng này thì là 1.280.000. Và trong Vinlife với là deal xuống còn 679k thôi. Và cái này là làm trắng răng này. Và cái này ở dưới này nó có 3 cái hộp gel để bôi lên răng. Cái này không có chất bảo quản, không có chất độc hại gì đến cho cơ thể mình cả. Đánh ra là mọi người cứ bôi lên răng thoải mái luôn. Bôi lên răng thoải mái. Mỗi lần sử dụng như này thì mọi người dùng cho mình 15 phút đến 20 phút là ok rồi. Đây, mọi người vặn ra như này nhá để lấy cái gel này bôi lên răng. Xem nào. Gọi điện thoại không? Mở camera lên để nhìn vào đây để bôi. Đây mình quay lại trực tiếp cho mọi người xem. Đây. Đó. Cứ bôi lên hết răng nhá, bôi cho đều cả nhá. Bôi cho đều. Đấy. Nó hơi ngọt ngọt một tí thôi nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến độc hại đến người cơ thể mình đâu. Cứ bôi từng cái một, như mình như này là bôi hơi ấy quá. Cứ mọi người nhìn vào gương ấy, bôi từng cái một. Đó, bôi mình bôi qua thế thôi. Và khi bôi xong rồi thì mọi người cảm giác là nó hơi ngọt ngọt miệng một tí. Mà cái gel này là đảm bảo cho mọi người về sức khỏe, không ảnh hưởng gì đến ấy cả, gây hại hay độc hại gì cả nhá. Mọi người mở máy lên, bỏ vào răng miệng, ủ cho mình tầm 15 phút.